vào hàng xóm nhà bác ngày xưa duy tu rất tốt, nhưng mà do trời miền Trung nắng nóng cho nên là người ta phải dùng cái nước phun để làm mát mái á, nước làm mát mái tránh hỏa hoạn. Nóng lắm, miền Trung dạo này đang nóng lắm. Nóng lắm. Đây là di tích lò rèn. Vâng, ông lò rèn là hàng xóm nhà bác ngày xưa. Đây ạ, thợ rèn thì vừa quý vừa thương, mà nếu chị không lấy thì chị nhường cho em. Tôi sẽ cho các bạn tham quan cái bên trong của cái lò rèn. Đây ạ. Bên trong lò rèn là hồi xưa là cái người ta thổi bể bằng cái hai cái xi lanh kéo lên kéo xuống thay nhau. Đó. Đó đó. Tuy nhiên thì ở đây nó cũng mai một số thứ rồi, mình cũng hiểu nôm na là như vậy. Cái chỗ này là hơi gió thổi lên để đốt cái than. Ngày xưa thấy là lâu lắm rồi, không có cái đe như chúng ta bây giờ đâu. Đấy, ngày xưa qua đây là cái lò rèn quê hàng xóm nhà bác. Bố gắn hết hàng xóm nhà bác. Vào một ngày nắng đẹp như lại có mưa nào. Đéo gì đấy.